Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2022. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Uống nước tăng lực, một bé trai 6 tuổi đã bị chết não và tử vong. Thị trường hiện nay có rất nhiều loại nước giải khát, nước ngọt, nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để cho trẻ em uống. Trang Mirror đưa tin, vài ngày trước một cậu bé có tên là Francisco Cervantes, 6 tuổi, đến thăm bà ngoại ở thành phố Matamoros, Mexico. Vừa đến nhà bà, nhìn thấy chiếc cốc trên bàn chứa đầy nước tăng lực, thì Monster Energy, cậu bé liền cầm lên uống để làm dịu cơn khát. Ngay lập tức, Francisco cảm thấy khó chịu và có nhiều dấu hiệu ngộ độc. Cậu bé được người thân đưa đến bệnh viện Alfredo Pumarejo và được chẩn đoán là ngộ độc. Dù các bác sĩ cố hết sức cứu chữa, nhưng Francisco Cervantes vẫn rơi vào tình trạng chết não, khiến cho gia đình bàng hoàng và đau xót khôn tả. Sau 6 ngày cậu bé hôn mê thì gia đình đi từ hy vọng đến tuyệt vọng. Chị Jessica, mẹ của cậu bé, quyết định đồng ý để bác sĩ rút nội khí quản của con trai vì bệnh nhân không còn cơ may hồi phục. Francisco Cervantes đã qua đời trong sự tiếc thương và hối hận vô hạn của gia đình. Hiện không có thêm bất kỳ báo cáo nào về việc Francisco Cervantes có mắc bệnh nền hay không. Một số tổ chức y tế, bao gồm NHS là Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, từng khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ uống nước tăng lực vì thành phần của chúng thường có lượng caffeine và đường rất cao. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng chỉ ra trong báo cáo điều tra vào năm 2019 rằng đã có 34 trường hợp tử vong do uống nước tăng lực, do đó cần điều tra về độ an toàn của chúng. Báo cáo thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy đồ uống tăng lực có liên quan đến chứng ngừng tim, trụy tim, nhồi máu, bóc tách mạch vành, tự phát và co thắt mạch vành. Mỹ đã truyền điện không dây thành công bằng vi sóng. Phòng thí nghiệm nghiên cứu hải quân của Mỹ, viết tắt là NRL, truyền thành công 1,6 kW điện qua khoảng cách 1 km bằng chùm vi sóng từ cơ sở ở Maryland. Ý tưởng truyền điện qua quãng đường dài mà không cần dùng dây điện đã tồn tại hơn một thế kỷ. Vào thập niên 1970, công nghệ này là một phần quan trọng trong thiết kế của nhà vật lý người Mỹ Sharon K. O'Neill. Ông đề xuất thiết lập những thuộc địa trong không gian để xây trạm thu thập năng lượng mặt trời và truyền điện về trái đất. Bộ Quốc phòng Mỹ giao cho nhóm chuyên gia đứng đầu là Christopher Rodenbeck, giám đốc tổ chức nghiên cứu Advanced Concept Group, phát triển dự án truyền điện liên tục và an toàn vi sóng Scope-M để khám phá tính thực tiễn của truyền điện bằng vi sóng. Sử dụng chùm vi sóng 10GHz Scope-M thiết lập hai địa điểm. Địa điểm đầu tiên là cơ sở US Army Research Field ở Blossom Point, Maryland, và địa điểm thứ hai là máy phát radar chụp ảnh vệ tinh tần số siêu rộng hay STAR, viết tắt là SUSIR, tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Tần số họ lựa chọn không chỉ có khả năng truyền đều đặn trong mưa lớn với mức độ hao hụt điện dưới 5%, mà còn an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế khi có con người, động vật và chim chóc. Điều này có nghĩa là hệ thống không cần thiết bị ngắt mạch, thường có trên những hệ thống laser thời đầu. Trong các thử nghiệm tại Maryland thì chùm vi sóng hoạt động với hiệu suất 60%. Thử nghiệm tại Massachusetts không đạt công suất cực đại như vậy, nhưng có công suất trung bình cao hơn, qua đó truyền nhiều năng lượng hơn. Trong tương lai thì công nghệ của Scope-M có thể dùng để truyền năng lượng trên trái đất hoặc là từ trạm năng lượng mặt trời trên quỹ đạo, cung cấp điện cho mạng lưới quốc gia 24/7
và suốt 365 ngày trong năm. Ngoài ra, công nghệ này có thể giúp truyền điện trực tiếp cho đội quân trên chiến trường. Cái chết của đứa trẻ có liên quan đến bệnh gan bí ẩn ở trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất là một trẻ em đã chết vì một đợt bùng phát bệnh gan bí ẩn ảnh hưởng đến trẻ em ở châu Âu và Hoa Kỳ. Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng họ đã nhận được báo cáo về ít nhất 169 trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân từ hàng chục quốc gia. Các trường hợp được báo cáo ở trẻ em từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi và 17 tuổi. 17 người trong số những người bị bệnh cần phải được cấy ghép gan. WHO không cho biết trường hợp tử vong xảy ra ở quốc gia nào. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên y tế vào hôm thứ Năm về đợt bùng phát và lưu ý rằng một số trẻ em ở Hoa Kỳ được chẩn đoán mắc cả viêm gan và nhiễm adenovirus. Các nhà nghiên cứu cho biết adenovirus có thể gây ra các trường hợp bí ẩn, nhưng các nghiên cứu sâu hơn vẫn đang được tiến hành. Mặc dù adenovirus là một giả thuyết có thể xảy ra, nhưng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để tìm tác nhân gây bệnh, WHO cho biết, đồng thời lưu ý rằng virus đã được phát hiện trong ít nhất 74 trường hợp. Ít nhất là 20 trẻ em được xét nghiệm dương tính với coronavirus. WHO cho biết các quốc gia bị ảnh hưởng đang tăng cường giám sát các trường hợp viêm gan ở trẻ em. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã loại trừ các loại virus viêm gan A, B, C và E thường gây ra các bệnh như vậy. Các viên chức cho biết họ không biết về du lịch quốc tế hoặc các yếu tố khác có thể khiến cho bọn trẻ gặp rủi ro. CDC cho biết không có bệnh nhân nào tử vong ở Mỹ do đợt bùng phát này tính đến thứ Năm và không có bệnh nhân nào có tình trạng sức khỏe yếu. Các trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở nước Anh, nơi có 114 trẻ em đã bị bệnh. CDC cũng cho biết các báo cáo về ca bệnh ở Mỹ lần đầu tiên đến từ một bệnh viện nhi lớn ở Alabama bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Tổng cộng có 5 trẻ em trong thời gian này bị chấn thương gan, trong đó có 2 bệnh nhân bị suy gan cấp tính. Tất cả 5 bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính với cả viêm gan và virus adenovirus. Cơ quan y tế cho biết các nỗ lực tìm kiếm ca bệnh tại bệnh viện này đã xác định thêm 4 bệnh nhi mắc bệnh viêm gan và nhiễm adenovirus trong tổng số 9 bệnh nhi nhập viện từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Ellen Rain là một bệnh nhi nhiễm viêm gan cách đây 6 tuần. Tôi cảm giác con gái nhỏ đang chết dần ngay trước mặt mình, Lola Rose, mẹ của em, cho biết. Cô bé được chỉ định ghép gan khẩn cấp 2 tuần trước, đang điều trị phục hồi tại bệnh viện King's College London. Tôi không nghĩ rằng mọi thứ đã xong xuôi, tất cả diễn ra quá nhanh. Trước đó thì con bé vẫn bụ bẫm, rồi con phải nhập viện đột ngột. Sau đó thì con bé hôn mê vì suy gan cấp tính. Tôi khóc khi biết rằng mình là người hiến tạng phù hợp, là cơ hội cuối cùng để cứu sống con bé. Ông Ren là cha của Ellen nói, các chuyên gia toàn cầu đang chạy đua để giải mã các bí ẩn đằng sau các ca viêm gan bất thường, tìm kiếm bệnh nhân nhiễm trùng tiềm ẩn và phân tích hệ thống miễn dịch di truyền, chế độ ăn uống và hoạt động gần đây của trẻ. Trong báo cáo của Eurosurveillance về các trường hợp đầu tiên tại Scotland công bố vào ngày 14 tháng 4, bệnh nhi không có điểm chung nổi bật, hơn một nửa là nữ, tất cả đều da trắng và không sống tại những vùng tương đồng với nhau. Trúng xổ số nhờ sai sót của người bán vé số. Một người đàn ông ở Iowa tin rằng lỗi in vé đã giúp cho anh ta giành được giải thưởng Mega Million trị giá 1 triệu đô la. Josh Buster, 40 tuổi, sống ở West Burlington cho biết đã mua một vé số Mega Millions theo kiểu một vé được dùng cho 5 lần xổ số. Tuy nhiên, người bán vé số đã vô ý và chỉ in ra một tấm vé cho một lần xổ số. Người này sau đó đã sửa lỗi bằng cách in thêm một vé số khác cho anh Buster.
với dãy số khác được dùng cho 4 lần xổ số. Tấm vé số thứ hai này đã giúp anh Buster trúng 1 triệu đô la. Buster làm việc tại một nhà hàng địa phương với tư cách là đầu bếp. Anh ta đã nhận được giải thưởng của mình vào thứ hai tuần trước tại trụ sở xổ số Iowa sau khi nhận ra mình đã trúng giải vào thứ bảy trước đó. Tôi dậy đi làm từ sáng sớm, tôi mở ứng dụng xổ số và dò vé. Anh tiếp tục nói, tôi đã không tin mình trúng số. Tôi thường không gặp may mắn, vì vậy tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm và sẽ có một lỗi. Anh ấy nói thêm, vì vậy tôi đã tìm kiếm các con số xổ số trên Google để bảo đảm rằng tôi đã trúng. Các quan chức xổ số cho biết Buster có kế hoạch trả hết số tiền mua xe hơi và trả tiền căn nhà của mẹ anh giữ lại cho hưu trí. Hai chị em gốc Việt chủ một tiệm nail đã ép người em gái họ của mình làm việc không lương và giữ thẻ xanh. Hai chị em người Mỹ gốc Việt mới đây đã bị một tòa án liên bang xử tù sau khi thừa nhận là đã giữ giấy tờ nhập cư của cô em gái họ để ép cô này làm việc. Cindy Mỹ Dung Lưu, 55 tuổi, và em trai là Jackson Lưu, 47 tuổi, chủ của hai tiệm nail Renko Bernardo đã bị tòa án Mỹ Edward Watt ở thành phố San Diego thuộc tiểu bang California tuyên xử 3 tháng tù giam. Một người sau khi thừa nhận đã giữ giấy tờ nhập cư của cô em gái họ để ép cô này làm việc. Thẩm phán quận Hoa Kỳ là Jeffrey Miller cũng chấp nhận khoản bồi thường là 250.000 đô la đã được thương lượng để trả lại cho người em họ. Người em họ được các công tố viên xác định chỉ bằng chữ cái đầu là LX, bị buộc phải làm việc tới 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trong tiệm, bị đe dọa là mất tư cách nhập cư và bị yêu cầu tước toàn bộ thu nhập của cô ấy, theo với thỏa thuận nhận tội mà anh chị em đã ký vào cuối năm ngoái. Hoàn cảnh của nạn nhân đã được lực lượng đặc nhiệm chống buôn người chú ý đến theo gợi ý và hỗ trợ của hai khách hàng làm móng, những người đã kết bạn với nạn nhân. Luật sư Mỹ lúc đó là Robert Brewer cho biết khi bản cáo trạng được công bố vào năm 2019. Nạn nhân đến San Diego vào năm 2014 bằng thị thực sinh viên và cô tham gia các lớp học tại cao đẳng cộng đồng Grossman, đồng thời lấy bằng thợ làm nail và làm việc tại Shep Auto, một doanh nghiệp địa phương khác do một thành viên trong gia đình làm chủ. Năm 2015 thì cô LX kết hôn giả với anh họ có tên là Jackson Liu, là một công dân Hoa Kỳ, để cô được ở lại Mỹ. Năm sau thì LX nghỉ học để làm việc toàn thời gian tại hai tiệm nail của hai chị em họ Liu. Đến tháng 3 năm 2019, thẻ xanh của LX đã được giao đến nhà bằng đường bưu điện, nhưng ông Liu nói chưa nhận được và giữ lại thẻ. Khi đó thì hai chị em họ Liu đã ép LX tiếp tục làm việc cho họ bằng cách dọa sẽ làm cho cô mất tình trạng thường trú nhân và dọa là sẽ bịa đặt với người thân của cô ở Việt Nam rằng cô là đứa con gái hư hỏng. Cô cũng bị cấm giao du với bất kỳ ai. Các sĩ quan của lực lượng đặc nhiệm đã tống đạt lệnh khám xét nhà ở Tierra Santa của Lưu vào tháng 6 năm 2019 và thu giữ từ phòng ngủ của Cindy Lưu khoảng 300.000 đô la, số tiền mà các luật sư bào chữa mô tả là số tiền tiết kiệm được của gia đình dành xây dựng lăng chôn cất cha mẹ già của họ ở Việt Nam. Hai anh em đã bị bắt sau đó vài tháng. Vài tháng sau thì vụ việc đã bị phanh phui và hai chị em họ Lưu đã bị bắt. Trong đó, cô LX gần đây đã tốt nghiệp từ University of California, Davis, một trong những trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Thấy chiếc vali màu sắc sặc sỡ ở trong rừng khi đi hái nấm, người đàn ông đã sốc khi mở ra xem. Hãng tin CNN ngày 19 tháng 4 đưa tin cảnh sát tiểu bang Indiana của Mỹ đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để xác định danh tính của một đứa trẻ được tìm thấy vào hôm 16 tháng 4 trong một khu vực có nhiều cây cối rậm rạp ở miền nam của tiểu bang này. Theo thông tin do cảnh sát cung cấp, thì một người dân đi hái nấm ở phía đông của quận Washington đã tìm thấy thi thể của một cậu bé vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 4. Cụ thể, trong lúc tìm hái nấm thì người này vô tình nhìn thấy một chiếc vali vỏ cứng có in dòng chữ
chào mừng đến với Las Vegas, Nevada tuyệt vời ở cả mặt trước và mặt sau. Người đàn ông tò mò mở ra xem thì phát hoảng khi thấy thi thể của đứa trẻ đã bốc mùi hôi thối. Đứa trẻ được mô tả là có nước da ngăm đen, khoảng từ 5 đến 8 tuổi, cao khoảng 1m2, dáng người gầy và cắt tóc ngắn. Cảnh sát tin rằng cậu bé đã chết vào khoảng tuần trước. Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi chúng tôi tìm thấy câu trả lời cho sự việc bất thường này. Nhân viên cảnh sát tiểu bang Indiana là Carrie Holmes cho biết vào hôm 18 tháng 4, ai đó đã bỏ rơi hoặc là cố tình giết hại cậu bé này chắc chắn phải có câu trả lời rõ ràng. Một cuộc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất vào ngày 19 tháng 4 để xác định nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, mặc dù nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn chưa được xác nhận. Kết quả của báo cáo về chất độc vẫn đang chờ xử lý, và các nhà điều tra hy vọng rằng thông tin sẽ làm sáng tỏ hơn về nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, thông cáo từ cảnh sát tiểu bang cho biết. Các nhà điều tra hy vọng hình ảnh về chiếc vali có chứa thi thể đứa trẻ sẽ giúp họ tìm ra thêm manh mối với sự phối hợp của người dân. Ban đầu thì cảnh sát tiểu bang Indiana dự định giấu kín thông tin về chiếc vali để âm thầm điều tra, nhưng sau đó họ quyết định công khai hình ảnh để công chúng có thể cung cấp thêm thông tin có ích cho cuộc điều tra. Cảnh sát Carrie Holmes nói rằng có khả năng cậu bé đến từ một tiểu bang khác. ISP đưa tin mô tả của cậu bé không khớp với mô tả của bất kỳ trẻ em Indiana nào đã được thông báo là mất tích. Một tướng Mỹ đã thân bại danh liệt vì làm bậy với em dâu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm quân đội Mỹ mới có một vị tướng không quân bị tòa án binh kết tội, theo New York Times. Dự kiến thì tòa án binh không quân Mỹ tuyên án đối với thiếu tướng có tên là William T. Cooley vào ngày 25 tháng 4 giờ Mỹ. Theo cáo trạng thì sau bữa tiệc nướng buổi tối ở New Mexico vào ngày 12 tháng 8 năm 2018 thì thiếu tướng William Cooley khi đó đã uống rượu, nhờ em dâu lái xe đưa đến một ngôi nhà khác của gia đình để lấy đồ. Lúc này thì trên xe chỉ có hai người và ông Cooley bắt đầu có lời lẽ khiếm nhã đối với em dâu. Cooley sau đó đè lên người em dâu và có nhiều hành vi tấn công với cô như cưỡng hôn, động chạm vào các bộ phận khác trên cơ thể. Vụ việc này đã vỡ lở sau khi người em dâu cùng với chồng tố cáo hành vi của thiếu tướng William Cooley lên văn phòng điều tra đặc biệt của lực lượng không quân Mỹ vào tháng 12 năm 2019. Sau phiên tòa luận tội đối với Cooley thì nạn nhân giấu tên cho biết: cái giá cho sự bình yên trong đại gia đình là sự im lặng của tôi, và cái giá đã phải trả là quá đắt. Không chỉ đối diện với bản án 7 năm tù, vị thiếu tướng này còn bị loại khỏi quân đội, mất tiền lương và các trợ cấp khác của không quân Mỹ. Trước đó thì ông Cooley chỉ huy phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân, nơi phát triển công nghệ chiến đấu cho các lực lượng không gian, vũ trụ và không gian mạng của Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi nữ hoàng Anh xóa bỏ mọi tước vị của vợ chồng Harry. Ông Trump là khách mời trong chương trình mới của Piers Morgan, một nhân vật truyền hình có tiếng tăm tại nước Anh. Trước khi chương trình phát sóng, thì tờ The Sun đã đăng tải một số video, các bình luận của cựu Tổng thống về vợ chồng Harry và Meghan Markle. Trong cuộc phỏng vấn, thì ông Trump nói không phải là người hâm mộ Meghan Markle. Ông cũng chỉ trích Harry đã bị dắt mũi, bị vợ bắt nạt và là một nỗi xấu hổ. Harry bị bắt nạt đến mức có lẽ tôi chưa từng thấy, cựu Tổng thống Mỹ nói, đồng thời dự đoán cặp đôi này sẽ ly dị. Mối quan hệ đó sẽ kết thúc một cách tệ hại, ông Trump nói thêm. Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu Harry thấy rằng anh ta đã bị dắt mũi quá nhiều rồi. Hoặc nếu cô ta thích một gã đàn ông nào đó hơn anh ta, tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi mối quan hệ đó kết thúc. Cựu Tổng thống Mỹ cho biết thêm, khi được hỏi nếu là nữ hoàng thì ông có xóa bỏ tước vị của cặp đôi này hay không, thì Trump trả lời là ông sẽ làm như vậy. Điều duy nhất tôi không đồng ý với nữ hoàng,
có lẽ là điều duy nhất từ trước đến nay là tôi cho rằng bà nên nói. Nếu đó là sự lựa chọn của các cháu thì được thôi, nhưng các cháu không thể có tước vị và đừng có bén mảng tới đây nữa, ông Trump nói. Bà ấy đã nói nhiều lần rằng sự trung thành của bà ấy là dành cho đất nước, và tôi cho rằng Harry đã thiếu tôn trọng đất nước. Đó là một đất nước tuyệt vời, cựu Tổng thống Mỹ bình luận. Cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Trump do Piers Morgan thực hiện hồi đầu tuần trước đã thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi một đoạn video được đăng tải trên Twitter dường như cho thấy ông Trump đã bỏ dở giữa chừng. Tuy vậy, sau đó thì ông Trump cáo buộc Morgan dựng video gây hiểu nhầm. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi năm ngoái, vợ chồng Harry Meghan đã nói nhiều về các vấn đề trong cuộc sống ở Hoàng gia Anh, trong đó có những cáo buộc phân biệt chủng tộc. Piers Morgan sau đó bày tỏ nghi ngờ về những cáo buộc này, khiến dư luận phản đối, dẫn tới việc ông bị sa thải khỏi talk show Good Morning Britain. Đại sứ quán Nga ở nhiều quốc gia đã bị xe húc vào cổng, nhưng ở tại Mỹ thì tệ hơn. Đại sứ Nga tại Mỹ là Anatoly Antonov cho biết hoạt động của Đại sứ quán Nga tại Washington đã bị Mỹ phong tỏa. Trao đổi với kênh truyền hình Russia hôm 24 tháng 4, thì ông Antonov nói Đại sứ quán về cơ bản đang bị phong tỏa. Ngân hàng Mỹ đã đóng tài khoản của các tổng lãnh sự quán của chúng tôi ở Houston và New York. Nhà ngoại giao nói thêm rằng các nhân viên đã nhận những lời đe dọa qua điện thoại và thư từ. Có một khoảng thời gian, ngay cả lối ra khỏi đại sứ quán cũng bị phong tỏa do các cuộc biểu tình khá lớn, có những hành động phá hoại, nhiều người đã ném sơn lên tòa nhà. Các cuộc tấn công vào các cơ quan của Nga ở nước ngoài đã gia tăng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2. Theo RT, nhiều xe các loại đã húc vào cổng của các đại sứ quán Nga ở Dublin, Ireland và Bucharest, Romania. Người biểu tình ở các nước như là Áo và Latvia còn phá hoại các tòa nhà của Nga bằng sơn. Nhiều quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga. Một số quốc gia phương Tây đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga và nhận được sự đáp trả từ Moscow. Tới nay thì Điện Kremlin vẫn yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước Cộng hòa tự xưng bằng vũ lực. Mỹ lên tiếng cảnh báo Nga sẽ lãnh hậu quả nặng nề nếu dùng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến Ukraine. Hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị là bà Victoria Nuland đã tuyên bố rằng Nga sẽ phải nhận hậu quả to lớn nếu như sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến với Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin European Pravda của Ukraine, thì bà Nuland đã nói rằng không loại trừ khả năng thế giới có thể sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh tồi tệ nếu như Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nuland không nói rõ hơn về phản ứng của phương Tây, nhưng bà vẫn luôn khẳng định rằng sẽ không bỏ lại Ukraine một mình và cam kết Washington DC sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu. Bình luận của bà Nuland được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine là Zelensky cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc chiến ở Ukraine. Phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.